Cô thân chào các em học sinh thương mến. Chúng ta đã học qua ngành hạt kín và chúng ta thấy hạt kín chiếm đến 300.000 loài. Trong đó có đến 20.000 loài được con người sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau. Rất nhiều loài trong số này là cây trồng. Vậy cây trồng xuất hiện như thế nào? Và do đâu mà đạt được sự phong phú ấy? Hôm nay cô trò mình tìm hiểu bài 45 Nguồn gốc cây trồng. Đây là hình ảnh thời xa xưa nguyên thủy. Con người sinh sống bằng cách nào? Con người sinh sống bằng cách là gì các em? Săn bắt hái lượm những cây mọc hoang dại ven đường. Họ đem về làm thức ăn. Đây là hình ảnh của những cây trồng ngày nay. Các em hãy cho cô biết tên của chúng và nêu các bộ phận mình sử dụng nè. Hình đầu tiên là cây gì các em? À, cây xoài đúng không? Cây xoài này dùng mình ăn cái gì ha? Ăn quả nè. Ngoài ra những cái lá xoài non này mình ăn cũng được nha. Còn đây là cây quýt, mình ăn gì? Ăn quả luôn. Còn đây là cây cải nhún, mình ăn gì các bạn? Ăn thân và ăn lá của nó luôn. Đó, mình về nấu canh. Còn đây là cây lúa thì dùng làm cây lương, thọc. Có người trồng cây nhằm mục đích gì? Cây trồng được con người trồng để nhằm mục đích phục vụ nhu cầu cuộc sống của con người. Các em quan sát hình sau. Vậy cây trồng bắt nguồn từ đâu? Cây trồng bắt nguồn từ cái dạ. Các em ghi phần này cho cô. Vậy giữa cây trồng và cây dại khác nhau như thế nào? Chúng ta sang tiếp phần 2. Đây là cây cải dại ban đầu. Các em hãy nêu tên các cây cải mà người ta đã lai tạo ra và mình xem là mình ăn phần nào của chúng. Đây là cây su hào. Súp lơ này còn gọi là bông cải nè các em. Và bắp cải còn gọi là sú. Phần su hào này mình ăn phần nào? Mình ăn phần thân. Còn bông cải mình ăn phần gì? Ăn hoa. Còn bắp cải mình ăn phần gì? Phần lá. Tại sao phải trồng và cây dại lại có nhiều khác biệt? Chúng ta thấy bắp cải, súp lơ, su hào nó khác với cây cải dại ban đầu các em. Nó khác xa hoàn toàn. Là do con người đã chọn lọc các dạng khác nhau của các bộ phận, tác động vào các bộ phận đó làm cho chúng ngày càng biến đổi đi và cuối cùng đưa đến nhiều dạng cây khác nhau và nó khác xa tổ tiên quan dại của chúng. Các em quan sát cây chuối dại và cây chuối trồng cho cô. Cây chuối dại thì các bạn thấy cái quả chuối nó là sao? Nhỏ, chát, nhiều hạt, hạt nó to. Trong cái đó chuối trồng quả nó to, ngọt và nó ít hạt. Khi các bạn cắn giữa quả chuối thì chúng ta thấy bên trong nó có những cái chấm chấm chấm. Đó là những cái hạt. Những cái hạt này đã bị tiêu giảm. Còn cây hoa hồng thì chúng ta có hoa hồng dại và hoa hồng trồng. Hoa hồng dại thì các bạn thấy cái hoa của nó là sao? Nhỏ nè, ít màu sắc và cũng ít cắn. Trong khi đó hoa hồng trồng thì chúng ta thấy hoa nó to, nhiều cắn và có nhiều màu sắc. Còn cây lúa thì chúng ta thấy cây lúa dại có hạt nó là sao? Ít lép, ít hạt. Trong khi đó cây lúa trồng chúng ta thấy hạt nó to, chắc và nhiều hạt. Tại sao giữa cây dại và cây trồng lại có sự khác nhau này? Là do con người đã tác động vào chúng, đã cải tạo chúng, làm cho chúng ngày càng biến đổi đi và cuối cùng đưa đến nhiều dạng cây trồng khác nhau và nó khác xa tổ tiên quan dại của chúng. Kem ghi phần này cho cô. Con người đã tác động vào cây trồng như thế nào? Cô trò mình sang tiếp phần 3.
Các bạn thấy, để đó có được những cái thành quả như ngày nay, con người đã tác động vào như thế nào? Con người phải nhân giống cây, con người phải lai tạo chúng bằng cách dăm cầm, chiếc cầm ghép cây, nhân giống vô tính trong ống nghiệm gieo hạt. Khi có được những cây giống mới, thì con người sẽ chọn những biến đổi có lợi, phù hợp cho nhu cầu sử dụng của mình, loại bỏ những cây xấu và giữ lại cây tốt để làm giống. Và con người trồng nó. Khi trồng thì con người phải chăm sóc. Vậy con người chăm sóc cây trồng như thế nào? Đầu tiên là phải tháo nước. Gặp trời mưa to thì chúng ta phải tháo nước ra ngay. Còn nếu không thì đất nó sẽ bị gì em? Bị úng dẫn đến cây trồng sẽ bị chết. Phải cày xới đất để làm cho đất khoáng, khí thì gửi cây nó mới hô hấp tốt. Bắt sâu, vẫy bè. Ngoài ra còn phải tưới nước, làm cỏ, bón phân, phun thuốc. Phần này các em ghi cho cô ở sách giáo khoa trang 145, chúng ta ghi 4 gạch đầu dọc. Chúng ta làm một cái bài tập nho nhỏ. Đặc điểm nào dưới đây của cây trồng là không đúng? A. Có nguồn gốc từ cây dài. B. Được con người chọn lọc theo những mục đích khác nhau. C. Thích nghi rất tốt với môi trường sống. D. Mang nhiều đặc điểm có lợi cho con người. Trong 4 câu trên, các em chọn câu nào? Chúng ta chọn câu C. Thích nghi rất tốt với môi trường sống. Câu 2. Yếu tố tạo ra sự đa dạng trong cây trồng hiện nay từ dạng cây dại ban đầu là do tự nhiên, B. Sinh vật, C. Động vật, D. Con người. Các em chọn câu nào? Câu D. Đây là hai cái loại bưởi hiện nay đang phổ biến trên thị trường là bưởi năm roi và bưởi da xanh. Ngoài ra chúng ta còn có rất nhiều loại bưởi khác nhau như nè, bưởi đường cam, bưởi lâu, vân vân. Bây giờ đây là một câu chuyện về bưởi năm roi. Các em đọc sơ qua. Như vậy là bưởi năm roi là do ông đe dọa người những con cháu trong nhà. Đứa nào mà hái trái cây của ông bưởi là ông đánh năm roi, nghe chưa? Thế là cái tên bưởi năm roi bắt đầu có từ đó. Bài học của cô trò mình hôm nay đã kết thúc. Cô thân chào các em, chúc các em học tốt.